Dạ dạ. Để nó bóp bóp rồi ra. Trời ơi, cái này. Trong cái ngập sâu không chị gái? Sâu luôn hả? Bà Hải. Bán bây giờ ngập gì đâu có bán được, mới ra kia ngồi. Ngồi đợi ha, đợi nào hết nước cái mình mới bán được ha. Lúc tới máy rồi hả chú? Tới máy rồi. Chở hàng còn xa không? Dạ dạ. Ngập dưới đó. Như vậy là buổi sáng là ngập trong đây luôn hả? Ờ đúng rồi, sóng nó đánh vô luôn xe chạy á. Mình thấy nước sao nó có cái màu rất là vàng hả cô? Giống nước phèn vậy đó. Ngập hết luôn, vô nhà luôn. Mấy nhà sau là ngập chân hả chú? Chặt chẽ chân luôn. Hôm qua nó đi tốn luôn á. Vậy là bỏ, bỏ nhà đi luôn. Ừ. Này là nước giật bức bớt rồi đó mà còn vậy nè. Sao rồi chị? Chết máy vậy? Đợi cho hết xe lớn hay chạy chi ơi, từ từ đi. Rồi tới đây, tới đây, tới đây, tới được rồi đó. Đây đứng đây cảnh báo cho bà con luôn. Nói nước cái này giật bớt bớt lại nè. Rồi giờ mình đi tiếp tục nha, cập nhật có dài đường ở đây coi sao rồi. Giờ chú này bị chết máy luôn rồi. Lúc tới máy rồi hả chú? Tới máy rồi. Chở hàng còn xa không? Chậm thôi. Chậm thôi cũng gần ha. Dạ dạ. Chỗ này chắc đợi nước rút quá. Đợi nước rút thì xe đã kéo. Dạ chứ tình hình này đâu có làm ăn gì được nữa đâu. Dạ dạ. Máy đâu. Dạ dạ. Thấy gầu quá. Chở hàng quá giờ này bị kẹt. Thấy bà con cũng thấy thương. Lớn như ta. Này hãy coi em gái đang quay. Xin chào em. Tên gì em? Dạ, Long TV. Tên gì? Long TV. Búp Long TV hả? À. Rồi, xin chào. Trong cái ngập sâu không chị gái? Sâu luôn hả? Đây đây đây. Bữa hổm thì cái con đường này mình chưa có cập nhật nè. Rồi bữa nay ăn trước cửa chưa hả cô? Hàng ơi, nước ở đây sâu dữ vậy. Chào chú. Nè nước sâu. Dạ dạ con mà đi xe. Trời chú nhớ chạy xe đò mà tưởng đâu. Đó, thì lúc mà đùng nghe không? Lúc máy luôn nè, nước chảy vô rất là mạnh luôn. Quá nước hả chú? Dạ dạ. Để nó bóp bóp rồi ra. Trời ơi cái này. Dạ dạ dạ, không chú, còn đi quay phim.
Mấy nhà ở trong ngập sâu không chị? Trời ơi nè cô chú anh chị ơi, nước mà chảy như vậy nè, nhà dân ở trong như thế nào? À. Vô nhà chưa cô? Mới lên ngoài sân lé đé nhà rồi. Gần ha. Có chỗ cũng lên nhà luôn rồi đó. Dạ dạ. Cái đợt chiều cường này là bằng được rồi không? Hả? Cái đợt chiều cường này bằng được rồi không hay là bằng luôn rồi đó ha. Ngày mai là nặng luôn á. Dạ dạ. Luôn. Sợ là nước thêm nữa ha. Dạ. Ngày sợ thêm nữa. Bằng được rồi luôn á. Dạ dạ, như vậy là đợt này bằng được rồi đó. Đó đó. Dạ. Bằng nước bằng 3 đó. 3. Giờ là mất ra đường đứng chân vậy đó hả? Canh hả? Ở nhà giờ lé đé rồi. Dạ dạ. Mấy con chó giờ nó la ngập nước ha. Đây nè. Rồi cái đợt rồi là ở bên khu vực này là nước á, nó không có cao như vậy luôn đó, mà đợt này là nước mình thấy là chiều cường lên mạnh nha. Nếu mà ngày mai nữa là mình nước lên nhiều hơn nữa đó. Đây gặp mấy bạn đồng nghiệp đang ghi hình chung nè. Thấy em gái đây kia đi cập nhật mà ở đường chung với mình nè. Rồi xin chào luôn. Hello. Kênh gì kênh gì? Dạ Úc Long TV. Úc Long TV hả? Ờ vậy là đi chung với em gái anh kia hả? Dạ. À. Đây cái quần sóc mà ngang mấy luôn. Này nãy đi vô phía trong nhà anh kia á, sâu lắm. Dạ. Ngập á. Dạ. Anh em đồng nghiệp đi cập nhật tình hình. Con ở trong hẻm rồi ha. Đúng rồi. Dạ. Sáng phải dậy sớm để mà chăm. Đây cái dòng chảy này là chảy rất là mạnh nha. Nên mình xuống mình quay cho cô bác chị xem nè. Cái dòng chảy này nếu mà mình chạy xe đi ra là rất là nguy hiểm nha. Cái đường này thì tốt nhất là mình nên dắt ra từ từ. Chứ không thôi nữa nếu mà mình chạy là nguy hiểm lắm. Giờ thì mình cập nhật dài vô trong khu vực trong đây nha. Mấy người clip trước đợt rồi mình không có cập nhật, không biết là ở trong như thế nào. Đây nó lỡ luôn, lỡ đất luôn. Trong này hơi tối nha. Ồ đây có mấy cái cây cột điện ghê quá. Mình sợ nhất là mấy cây cột điện á. Ôi dồi. Ở đây như là có mấy cái lỗ hủng á. Ôi dạ. Mình đi làm nó. Mình bị lọt xuống mấy cái lỗ hủng á. Giờ này thì còn khá là tối nha, khoảng hơn 5 giờ rồi. Cô bác anh chị đang chuẩn bị đi làm á. Cô kia đang đi ra nè. Đi làm hả cô? Đi làm hả bà? Đi bán con rồi. Đó bà hai. Nhà bà có bị ngập không? Ngập, nhà nào cũng ngập hết trơn không? Nhà bà bị ngập hả? Nhà bà hai sâu trong hẻm không? Ờ sâu có trọng á con. Dạ dạ sâu dạ, trong á. Dạ. Giờ đi bán ha bà hai. Đi bán mà giờ ngập gì đâu có bán được, mới ra kia ngồi. Ngồi đợi ha, đợi nào hết nước cái mình mới bán được ha. À. Mấy con dạ. Mừng chảy mạnh quá, mấy con mừng đưa giùm bà đi ra. Rồi rồi bà đi dạ, ra dạ, đưa dạ, qua dạ, bà ra luôn. Ui, trời ơi, sụp nữa. Giờ đi tới đây rồi phải biết gì bà ở nhà luôn. Bà hai này mình thấy cũng lớn tuổi lắm á. Năm nay chắc 80 hả bà hai? Dạ dạ. Thế bà hai thương. Dạ dạ con sợ bị sập á. Bà hai sáng đi bán gì bà hai? Bán mì với số. Dạ hả rồi. Dạ đỡ rồi, cái này rút bớt rồi. Rồi em trai đưa cho bà hai ra ngoài nha. Giờ này nước rút cũng bớt rồi nè, mà mình thấy cũng còn sâu nè. Mấy cái nhà nào cao cao thì đỡ, mấy nhà ấp thấp là mình nghĩ là cũng lúc hết trơn á. Lúc.
mấy nhà. Bà Hai nói là nhà bà Hai lúc luôn rồi. Lúc không? Bà Hai nói lúc. Dạ. Ở trong đây còn nhiều hộ dân không hả cô? Trời gỗ luôn hả? Đây thấy bà con người ta tắn lại nè. Mà tắn này em nghĩ là tắn gác á. Chứ nước dễ gì mà chặn được. Nước không chặn nổi đâu. Đỡ rồi ha. Vì là giật bớt rồi nè, con thấy mấy cái đống nè nè, giật xuống đâu 2-3 tấc nước vậy. Dạ. Nước rồi sớm là ngập nhà không hả bà Hai? Chưa, mới tới đây à. Dạ, vậy là mới tới dưới thềm ha. Cũng đỡ ha, cũng mừng ha. Ngập lên là thấy gầu dữ à. Không biết ngày mai ra sao nữa. Dạ, sợ ngày mai nữa hả? Dạ, dạ. Con đi luôn bà Hai ơi, đi về về trong ơi. Đây. Về đường phía trong. Tới đây là hết chưa hả cô? Dạ dạ, nhà cô là bên đây hả? Rồi có bị ngập không? Dạ lé đé rồi. Dạ lé đé ha. Dạ sân vườn là ngập hết. À có mấy nhà ha. Dạ đây cũng còn nhiều hộ dân không ha? Không trai. Dạ dạ. Ở trong đây thì cạn hơn. Cái mình qua đây coi cái vườn nó ngập không? Trong đây còn nhiều hộ không? À, có nhà anh trai với cô này ha. À, mấy hộ. Đây là nhà phía trong đó ha. À, dạ. Ngập tới đây. Dạ vậy mà giờ chảy. Dạ, còn mạnh mà. Mình đi chở ra. Giờ dạ, dịch bớt rồi cũng đỡ rồi ha. Dạ. Không biết ngày mai làm sao nè. Tình hình ngày mai nữa ha, căng ha. Ngày mai sợ mai là vô tới nhà. Dạ, cũng gầu ha. Trời này gần sáng rồi. Mình quay cái đoạn này nè, cái đoạn này là nguy hiểm nhất nè. Mình đi nãy mình bị sập giò hết mấy lần nè. Do nước chảy mạnh quá đó. Có những cái chỗ nó sấy nước á, nên là nó bị ổ gà mấy lỗ luôn. Nó lại chảy nước mạnh ghê không. Nó giờ này nước giật mà nó còn cuồn cuộn nè. Ôi, mình té. Nên mình sẽ cập nhật về lại khu vực buôn bán của bà con đằng đây nha. Không biết là bữa nay cô chú còn canh tắt nước hay không nữa. Lần này thì mình thấy ở khu vực này giờ này cạn bớt rồi. Sao rồi, tình hình bữa nay im không? Cô cũng dẫn vô trong nhà ha. Dạ. Sao mà buổi sáng có ngập trong nhà không? Cô vô tới sao luôn hả? Dạ. Tới đầu gối luôn hả? Ngoài sau, tại ngoài trước vô, ngoài sau vô luôn. Dạ dạ. Vậy là ở trước không ngập vô mà ở phía sau ngập vô. Vô hết hai con luôn. Dạ. Đồ, nấu ăn uống rồi mấy cô để trên nhà luôn á. Chứ ngồi là ngập hết trơn. Đợt chiều cường này là nhiều hơn đợt rồi không mấy cô? Dạ.
Đợt chiều cường này là ngập sâu hơn được rồi không? À, nó bằng đó. Bằng được rồi ha. Dạ. Chẳng lẽ mùng 3 là nó đỡ đỡ mà. Bữa nay là nó nhiều quá. Qua ít tỉnh nè. Qua ít ha. Cái tình hình này là con sợ là cái còn cái điểm ngày cuối nữa. Mưa chứ đừng có gió nhiều là đỡ. Dạ. Gió nhiều là nó lên. Dạ. Nghe con nghe nói là như là chiều cường lần này là khoảng tầm 4 ngày á. Dạ, bữa nay nó 3 ngày ha. Ngày mai nữa là đỡ rồi. Bữa 2 ngày. 2 ngày hả? Vậy là còn 2 ngày nữa. Dạ. Lên dần quá 2 ngày. Lên dần quá 2 ngày nữa hả? Rồi cảm ơn mấy cô nha. Dạ. Buổi sáng này là nghỉ sáng giờ. Chạy quẹo vô luôn đi anh trai. Vậy là buổi sáng là phải bỏ ra một thời gian để làm một quẹt dẹp dọn. Dạ. Chứ bình thường là dọn ra là bán hả? 4 giờ dọn ra bán. Dạ. Vậy là buổi sáng 4 giờ tới khoảng 6 giờ là không bán được luôn. Dạ. Nước ngập mà ta ghé không được, khó lắm. Nước thì lên chứ lên cái giò là ướt giò bị dẹp. Dạ. Đó, phải bỏ ra một thời gian mấy tiếng đồng hồ để dẹp dọn và buôn bán cũng không được nữa. Là phải đợi tới nước rút bà con mới buôn bán được. Đó, thấy tội nghiệp thương bà con ghê chưa. Rồi giờ này rút đỡ đỡ rồi nè, bắt đầu là dẹp dọn đang buôn bán. Đợt này ngập sâu bằng đợt rồi không hả sư huynh? Cũng mới gan đợt rồi luôn hả? Hàng ơi, chiều cường lên hoài kiểu này buôn bán buổi sáng là bó tay luôn rồi đó. Sáng với chiều. Dạ. Dạ. Nãy giờ gặp mấy em kia mà không mấy em. Dạ dạ. Đợi em hả? Ừ. đợi để thăm em mất hả? Ừ. Dạ. Đúng rồi. Dạ nó cái khó khăn với bà con. Dạ dạ. Ở chứ giờ sao vậy? Dạ. Cái tình trạng như này là chết luôn rồi. Chứ bình thường là mình 4 giờ mình thức dậy là bắt đầu mình bán rồi. Ừ, giờ là phải 2 tiếng đồng hồ là phải dẹp dọn mới bán được. Nghe người ta đâu có ghé, người ta đi về. Dạ, đúng rồi. Chạy luôn. Dạ. Tình trạng nó vậy đó. Chứ nước nhiều quá là mình đâu có bán được đâu. Ta ghé cũng khó nữa. Nó ngập thì hết kỳ rồi thôi. Dạ dạ đúng rồi. Mất nước nó cũng vậy đó. Ở trong nhà là có bị ngập không hả chú? Dạ bị sóng đánh nó vô luôn, còn ngủ không được. Dạ dạ. Nằm dưới đó. Như vậy là buổi sáng là ngập trong đây luôn hả? Ờ đúng rồi, sóng nó đánh vô luôn, xe chạy á. Ờ. Xe chạy sóng nó vô. Đúng rồi. Con thấy mấy xe lớn á là chạy là nước nó dập vô luôn á. Dạ dạ. Xe nó chạy rồi sóng đánh vô hả? Dạ dạ. Rồi ổn không được luôn. Giờ là phải đợi sáng mới buôn bán được ha. Đúng không? Có nước có tiền thì đó. Ờ có nước thì tao nó có tiền đó, tiền năm thành bảo lục mà. Năm thành bảo lục á? Năm thành mà năm nay năm. Không có, có nước là có tiền đó. Ờ có nước là có tiền đó mà. Có nước là có tiền. Thấy nước không á? Mà thấy nước rồi mà không biết tiền vô chưa nha. Thấy nước mà chưa thấy có tiền. Dạ dạ. Không biết để coi vài tháng nữa coi. Mà không nhiều khi chúng đặc biệt thì sao? Còn năm sau hơn nữa. Dạ dạ. Sợ nó sẽ năm sau nữa khác luôn á. Để nói mà có tiền nhưng mà sáng giờ chưa có bán được, chưa có tiền. Chưa bán được là chưa có tiền nha. Dạ. Thế là mình bán mấy cỡ ha anh trai, hay là bán tối ngày luôn? Sáng luôn, tới 1-2 giờ sáng. Là mình bán tới 1 giờ hả? Tới 1-2 giờ sáng á. Dạ, dạ. 5 giờ tới 1-2 giờ sáng sau. Dạ. Rồi đầu 5 giờ đầu dậy mình tiếp. Dạ, có nghĩa là buổi tối mình bán tới 2 giờ chiều. Rồi xong là buổi sáng là mình bán tiếp tục nữa. Đi gan vậy, tới khuya. Thì có người thay phiên kia. Rồi cảm ơn anh trai nha. Rồi. Chúc gian hàng mình bán đắt hàng nha. Cái này là cạn bớt rồi nè. Giờ này mới về dọn đồ ra bán được đó hả chị? Dạ, sáng giờ là đâu có dọn ra bán được phải không? Rồi ôm thấy trong nhà lúc luôn hả? Dạ dạ. Vậy là đợt chiều cường nào mình cũng bị ngập hết trơn. Đợt chiều cường nào mình cũng bị ngập hết trơn. Dạ phải chịu ha. Buổi sáng em đi ngang đây là mấy nhà mình đóng cửa nhưng mà nước đó ha nó tràn vô. Anh. Dạ. Không, 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 không.
vậy là đợi nước cút xuống mình mới buôn bán được, chứ nước nhiều gì mình buôn bán đâu được đâu. Dạ. Chị bán tập quá hả chị? Dạ dạ. Cũng khổ cho bà con ở đây ha. Thấy gầu. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha, chúc chị mua mai bán đắt nha. À, giờ này thì khu vực này nước rút xuống bớt bớt rồi. Giờ mình sẽ đi cập nhật dài vô trong khu vực trong kia. Thì ở bên khu chợ nè, nước như này thì rút bớt rồi. Chứ buổi tối là mình đi ngang đường này là còn ngập sâu lắm. Chiều cường này là không có thua gì đợt chiều cường rồi á. Giờ mình sẽ vô trong cái khu vực mà gần ở chỗ cái đầu cầu á, cập nhật luôn. Đường độ này thì cao cao nè, để chưa trễ gì bà con buôn bán mới được. Ủa nhà mình có bị nước ngập không? Giờ tới đầu tối rồi, bây giờ rút bớt rồi con ơi. Dạ giờ này là bớt đó ha. Đợi 5 giờ sáng, 4 giờ. Dạ. Thôi bây giờ mình trở lại khu vực bên đây rồi nè. Nó giờ này là rút bớt rồi nè, buổi sáng nha. Giờ này mình qua đây là hơi trễ rồi đó. Hồi sáng nay nước nhiều không chú? Nhiều. Y với con nước hả? Muốn một bộ hai tết vậy đó. Là dữ dội gì luôn á hả? Trời ơi, cái miếng này là nó ngập luôn, còn tắt nữa là nó ngập. Miếng này là 4 tắt nữa nền mà. Nữa còn tắt nữa. Quay giờ dạ. Dạ, chạy sớm vậy con cập nhật. Ủa, cái đường ngoài. Tới Mugi này luôn nè. Tới Mugi ở trên luôn hả? Ừ, tới Mugi. Nghe mấy chú nói đường không? Tới tới Mugi ở trên luôn. Nè để coi. Dạ. Đây đây. Rồi chuẩn bị đi làm phải không? Dạ. Cần cổng ra không? Cổng ra luôn cho. Dạ. Chọc em gái. Ở giờ này là giật chưa cô? Giật bớt đó phải không? Đó, 3 giờ con quay ở trên kia. Dạ. Dữ lắm luôn hả? Ừ. 3 giờ quá trời luôn, mới rút rồi. Dạ mới rút đó ha. Mới rút bớt rồi chứ chưa hết luôn. Dạ. Nhà này còn lúc với cái chồng. Đó, giờ này buổi sáng là mình nè trở lại cập nhật nè. Buổi tối gặp nhà luôn không chị? Đang xả lũ ra luôn hả? Là phía sau tràn cả luôn hả? Trời ơi anh nó gặp nên đập Tam Hiệp xả lũ hả? Xả quá xả đợt này phải không? Nó giờ là cứ bằng là xả lũ rồi thiệt, nãy là ngăn lũ lại giờ xả lũ ra. Ôi giờ này chưa ra được không anh trai? Ra được không? Nó bà con dùng cái kế là bịt cái bô lại nha. Nó sống trong cái mùa lũ là phải vậy thôi chứ sao giờ. Giờ là sau khi nước rút thì sẽ bắt đầu là dọn dẹp nha. Đó. Quét nước ra rồi sau đó mình phải lau chùi từ từ lại. Sao chú? Cực nhất luôn hả? Thiệt hại tài sản nữa mà còn ngập đó vậy đó. Quay cho chính xác nè, quay cho chị ngay chị. Cười cái ơi. Cười cái ơi. Chú cà kìa, chị gái. Quay cười cái ơi nè. Vậy là con mất đi gửi rồi xe cộ rồi tủ giặt máy giặt rồi tủ lạnh là hư hết. Ủa như nhà chị gái này đợt này có bị ngập không? Đó mới lau nhà xong á. Trời ơi. Mới lau nhà xong. Rồi nhà ngoại để đâu? Gần đây con có bị ngập nước không? Nè, cái ngoài nhà cao hơn nghe, đỡ hơn nghe. Dạ. Vậy là xây luôn cái sàn ở trước cửa. Sống chung với lũ luôn.
Ủa rồi gọi sầu gác bị trôi hả vậy? đi kiếm sầu gác. Giờ là xả lũ ra để dọn dẹp lại. Đập Tam Hiệp hả? Nhà của cô này là xây nguyên một cái sân ở trước cửa cao hơn ở trong nhà nha. Trong nhà vẫn còn thấp nhưng mà xây cái sân thì đỡ hơn. Đây ở đây có những cái hộ dân người ta bỏ nhà đi luôn rồi nè. Người ta ngăn cái đập mà bây giờ nước ở trong là nó bắt đầu chảy ra từ từ nè. Nhà bên đây là chủ nhà bỏ đi luôn hả chú? Anh trai. Đi Mỹ luôn. Đó, ở trong là giờ nước bình địa luôn rồi nè. Sao mà khai ra cho chú? Thì mấy cái hộ dân ở bên đây là nhà này tao bỏ luôn rồi nè. Sập cái cửa luôn rồi. Nước bữa nay nhiều hơn không cô? Nhiều con, y như mùng 1. Ờ, y như mùng 1 là lúc đẻ rồi nha. Ừ. Lúc tôi chú mới quay vô chú coi nó nước dữ thằng nghe nó vợ đồng rồi, nó tốt mà sao luôn. Nó vô buồn luôn. Vậy là bằng hợp không đẻ là lúc luôn. Trời ơi, mới dắt cái cây nè. Rồi chú tôi cũng mới quay vô được này nè, nó thôi sạch hết luôn. Dạ. Tiêu hết đi, có buồn luôn. Dạ. Nó nói mà nước mà bằng bữa mùng 1 là dữ lắm nước á, đợt rồi con quay là dữ dằn lắm. Nè, giấu con nè con, thấy đây dạ. Là thấy không? Còn nè. Vậy là cái chiều cường đợt này là không thua được đợt rồi luôn. À, bằng cỡ này mùng 1 rồi nè, giấu con dạ. Đó. Bằng 1 rồi luôn. Đó. Không để mà cái gì đó cây nó đầy luôn mà. Dạ. Ôi trời, tốt mà sao, lá mà giờ rồng rồi. Rồng đỡ rồi ha. À, dạ. Rồng mừng rồi đó. Bây dạ. Giờ còn đợt chiều 2 với nè. Dạ, yeah. Hai bữa rồi ha. Hai cái đợt nước rồi. Ba đợt cái đâu ba hai? Ba đợt ha. Ba đợt. Không biết là đợt chiều cường này còn mấy ngày nữa đây. Không còn hết, không biết giấy hết đi. Dạ. Giờ giấy quá nữa. Đi gầu quá hả cô? Dạ. Dạ. Đợt này có hư độ như đợt rồi không? Hay là mình không biết cách ứng phó rồi? Đợt đầu 4/1, 2/3, 4/5, 6 á thì yeah. Nó hư. Dạ. Mày sau này biết rồi cơi rồi dẹp. Dạ, giống như là bà con người ta đã thủ trước rồi ha, biết trước rồi ha. Biết rồi, với mấy ổng cũng có cho hai ngọc nữa đóng nữa. Dạ dạ, vì là đỡ. Đỡ. Dạ. Đợt đầu ai cũng bị đợt đầu hết á. Dạ. Sau này cũng dọn dẹp lên cao rồi, ok vậy nè, cũng đỡ. Rồi cảm ơn cô nha. Dạ, dạ chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn chú. Dạ dạ. Mấy đồ trôi lãnh khảnh chưa. Nó nước cái này giật bớt nè. Rút xuống rồi. Giờ là muốn buôn bán là phải đợi chừng nào là nước rút hết á, bây giờ là buôn bán được. Đêm nay sao chú? Đêm nay là dữ dằn không? Vô nhà luôn hả? Là mấy cái đập đất là ổn không? Hả? Mấy cái đập mà mình đắp đất đó là ổn không? Thua tiêu hết rồi. Thua luôn hả? Ồ, vậy là đợt nước này không có thua gì đợt rồi vậy. Lúc có trơn rồi hả cô? Nước vô nhà tiêu hết trơn. Mấy cái cửa trong phòng, mấy cửa rồi Đài Loan á, nó nở hết trơn luôn. Thôi xong luôn rồi, mấy cái đó là kiểu như xong luôn, là chú kéo hết được luôn đó. Hết đóng luôn. Nở đó là loại cửa Đài Loan nó bằng giấy nở dạ, mấy cái cửa chắn ép đồ là hư hết. Hư gầu quá. Nước cái này rút bớt hả chú? Dạ. Về dài vô trong coi tình hình ở phía trong sao rồi.
cái hẻm này ra phía sau nè. Giờ này đã đỡ lại nè. Thấy mấy cái tiệm tạp hóa của bà con ta đóng cửa luôn á. Chứ tình hình nước nôi thì cũng đâu bán được đâu. Giờ ngủ tới trưa trưa á. Ngủ tới trưa trưa hứa hức trễ trễ bán mới được. Trời ơi. Vậy là giờ này mới dọn ra bán đó. Chứ bình thường là bán với sáng hả cô? Bình thường là 4-5 giờ sáng là bà con người ta dọn ra rồi. Giờ này là phải trễ trễ gì dọn mới được. Nước rút xuống. Ở phía trong là còn nhiều nước dữ rồi cô. Rồi gọi như vậy là chừng nào nước mới rút khô? Hay là mình mất tát ra không? Dạ. À, tự rút cái cống ha. Dạ dạ. Mà nước ở trong nó phèn kìa. Mình thấy nước sao nó có cái màu rất là vàng hả cô? Giống nước phèn vậy đó. Trời ơi, trong nhà ở trong còn lúc đĩa nước hết trơn. Ảnh hưởng tới bà con buôn bán buổi sáng đâu có được đâu. Phải đợi nước rút buôn bán bà con ta đi tới luôn mới được. Mọi hoạt động đều đình trệ hết. Ở đây là đỡ nè. Rồi rút xuống là bắt đầu dọn dẹp tát nước ha. Rút nước nhà quá trời ngập luôn rồi. Dạ, hồi tối này là ngập dữ dằn không? Hồi tối này ngập hơn hôm qua. Ngập hơn qua luôn. Hơn dữ lắm luôn hả? Dạ. Dạ. Hồi tối này lên một khúc như này luôn rồi. Còn hơn bữa không Tết, bụng một Tết luôn á. Bụng một Tết không ai đi đâu, không ai ăn được cái Tết luôn á. Giờ lên còn cái chén nước này ngập nè. Là bạn đợi Tết không? Là bạn hồi Tết đây. Hồi Tết cái chén nó tới đây. À. Bạn hồi tối này nó tới đây nó cắt một tắt. Vậy là đỉnh điểm thua cái đợt Tết vừa rồi một tắt thôi. Đợt Tết cái chén nước còn nè. Dạ dạ. Rồi hồi đêm hôm nó tới đây nó cắt một tắt. Dạ. Trời ơi mình để ý là tôi kiếm đồ vậy nên thời ơi thiệt á. Ngồi con chó lên ghế ngủ luôn chứ không. Tôi nghe bánh ra mặt anh buồn rồi. Mua mấy miếng cớp rồi gạch ống mà cũng lót dây ra buồn ngập hôm nó ngập. Dạ. Nó lên tới cục gạch trên đây luôn mình. Tối gia đình là lên đây ngủ. Được rồi anh. Dạ. Hỏi anh đi trong nhà mà ngập tới đầu gối anh ngoài đường xe cộ nào đâu có chạy được. Tao dẫn cái xe ra để ngập mẹ cái xe nào đi. Vậy là không có làm ăn gì được luôn. Bởi vậy anh coi trong nhà mới ngập lên tới đầu gối ở ngoài đường còn cái gì nữa. Dạ. Thôi giờ rút nước rồi bắt đầu chuẩn bị đi làm thôi. Dạ. Rồi cảm ơn chú nha, chúc dạ. Chú nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ dạ. Dạ. Rút cạn cạn bớt rồi nè. Để mình hỏi thăm chú ơi xem buổi tối này là nhà chú là ngập là khủng khiếp không? Trời ơi, xịn nó vô trong nhà luôn kìa. Đóng nguyên một lớp luôn. Nè. Hồi tối này là ngập sâu hơn được rồi không hé chú? Sâu hơn, nè. Đó. Đó, đó, đây, 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 chú chỉ nè. Bực nước chưa? Dạ. Ở đây, con nghỉ, cái ghế này bạn lên luôn, con nghỉ coi. Thấy không? Ồ, vậy là ngập luôn cái ghế đó luôn, tới cái ghế đó luôn. Trời ơi, chú, bên này quần ướt luôn mà, dạ. Đâu có ngủ từ... Như bằng là ngập tới cái chân bà luôn phải không? Ừ. Nè, nó nhảy nữa rồi, lên này, chú còn nhớ mắt rồi. Thôi 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 thôi. Có vấn đề rồi chú ơi. Nó nhảy rồi len rồi cũng bắt đèn sáng rồi nó nhảy rồi. Thôi 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 rồi đi chú ơi. Vậy là có chạm ở đâu rồi đó. Thôi thôi ngưng đi, ngưng đi. Không có. Nó xong nó nhảy rồi len không có xong. Có nghĩa là mình đừng bắt lên nữa. Ừ. Vậy là. Rồi xong ướt luôn rồi. Ướt luôn, ướt luôn. Dạ. Ừ, nghe vậy. Vậy là hồi tối này là nước đỉnh điểm dữ lắm luôn hả chú? Ừ. Phải là tối này con tới 4 giờ á. Dạ. Ừ. 4 giờ con cập nhật cái đường ở ngoài Trung Lương. Nước lên dữ không? Dữ lắm luôn. Ừ. Không có thua được rồi đâu, còn hơn được ừ. Rồi nữa. Ừ, dữ dằn lắm. Dạ. Trời ơi, vất vả lắm rồi, ngủ không có được. Ừ. Vậy là sáng đêm luôn. Nếu mà mở cống ra không có nước. Tại dạ. Chú ở đây là 60 dạ. 15 năm rồi chú biết. Dạ. Ừ. Hồi đó giờ là có tình trạng vậy không? Không có. Đóng cống mới có thôi. Dạ. Ừ. Nó vô tao luôn nè. Nè. Con nói sao làm sao cũng rút rồi á. Dạ. Đó, đúng. Thấy không? Vậy là cái ở sao là chiếc này là lúc luôn. Lên luôn. Ừ, đó, đó, dạ. Thấy nước không?
Cái nhà sau là của chú là cao hơn ở nhà trước là khoảng tầm gần 4 tấc đó. Ừ, lên luôn. Dạ. Rồi, cái chén tủ thờ là mất tiêu luôn rồi. Dạ. Có nghĩa là nó bằng được rồi luôn rồi đó. Ừ, chịu phép rồi. Chịu phép luôn rồi. Còn đây nè, mấy cái dù lao này, chú sẽ nói mấy nè, dù lao đây nè. À, đó, mà nó lên tới 5 tắc nước. Ừ, nó chứ đâu phải chuyện tầm thường. Rồi bây giờ nếu mà nước rút xuống nè, con sợ nhất là dơ nè, ừ, mũi mồng bệnh dịch dữ lắm luôn. Kêu nữa. Đây, cái chậu kiển nữa, lên tới cái chậu kiển luôn, bứt cái chậu kiển luôn. Thấy ngập không? Cái mai luôn. Ừ, đó, riết nó đỏ lá luôn. Ngập hoài với hư trên. Ừ, đồ. Nguyên cái vùng này trời ơi, cái này, nguyên cái vùng đó nước ngập hết luôn, vô nhà luôn. Mấy nhà sau là ngập chân thôi chứ. Chặt chẽ xanh luôn. Hôm qua nó đi tốn luôn á. Vậy là nước luôn. Bỏ nhà đi luôn. Ừ. Trời, dứt chặt. Dạ. Nè, con bỏ nhà đi luôn. Nè, con mấy chú không? Từ phi vợ á. Ở nãy tới lời lây á nữa. Là chầm nước rồi sáng đêm hôm luôn. Ừ. Đó, con thấy cái bàn đó mà lên vậy rồi con nghĩ coi. Coi bao nhiêu hết. Giờ này là rút cạn rồi đó. Giờ này rút rồi, rút cạn hết rồi. Sau khi nước ngập lên á thì những cái chất dơ á, nó sình bùn nè, nó tràn vô nhà luôn. Sình bùn còn không nói, có cái đợt kia làm như cái độ nhớt là sao không biết nữa. Trơn, trời ơi. Có đợt nhớt nữa hả? Ừ, có độ không biết. Cái nước nó sao mà nó nhớt rồi bước xuống nó trơn dữ lắm. Dạ. Cái này nó đỡ rồi đó. Dạ. Ừ. Thấy gầu quá ha. Ừ, trời ơi, nhà cửa thôi, ai cũng nguyên cái vùng này luôn. Ừ. Dạ. Thì cái quán của chú trên bên đây trái đó, trời ơi, nước gì nè. Ờ, quán của cô bán bên kia là bây giờ nghỉ luôn đó hả? Ừ. Trời ơi, nước không mử. Thì gầu dữ ta. Cứ sáng chiều vậy đó. Ừ. Vì chú dậy 3 giờ á. Vì là mắc tối ngày là lo nước nôi này kia nọ. Ừ. Chứ làm sao giờ? Ngồi trên cái ghế đây, thúc cái giò lên, nó cúp điện mẹ nó rồi. Ngồi chịu luôn, ngồi rút lại luôn, chịu luôn. Rút luôn. Ừ. Trời, đi ra bước xuống nó ướt vậy nè. Dạ. Bởi vậy. Dứt giả luôn. Nhà cửa kiểu này hoài sao chịu nổi ta. Máy bơm nó cũng vô nước rồi. Ra. Hết bơm được luôn hả? Ừ, hết bơm được luôn. Trời này là rút bớt rồi đó, khô rồi đó. Thì rút rồi đó. Trời ơi. Dạ. Nguyên cái bình địa luôn mà. Cái này con thấy nhà của chú là ảnh hưởng nhiều nhất. Ừ, tại vì nặng nhất. Cất nhà ba mấy năm. Dạ, đúng rồi, cái đợt cũ. Ừ. Dạ, đợt rồi lâu. Cái lỗ này là nó mới làm khoảng 10 năm nay thôi, nó dạ. Lên vô đây rồi. Còn cất nhà là chưa làm lỗ. Mà sao ngộ hả chú, mấy cái đợt mấy năm trước giống như là năm 78 đi, là nhà mình có ngập nước không? Không nước. Không có ngập nước. Năm 78 là nước kêu bằng là kinh khủng đúng không? Miền Tây mình là kinh khủng đúng không? Mà không có ngập. Dạ. Ừ. Mà đợt này lại ngập nhiều. Nhập nhiều tại nó đóng cống nó dồn lại á. Dạ, là bên kia nó khô, bên kia cống thì nó khô, bên đây nước thì nó nhiều. Ừ. Dạ. Mới chịu luôn chứ sao giờ. Ừ, bây giờ chịu chứ giờ sao giờ. Dạ. Ừ. Dứt giả luôn. Thôi cảm ơn chú nha. Ôi, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Nha. Dạ, cũng bắt tay chú một cái. Dứt dạ. Giả luôn. Ừ. Thường chú. Ừ. Quá. Ừ. Nói chung là bà con rồi. Chú sống mấy tuổi rồi hả? 65 rồi. Dạ. 65 tuổi mà giờ mà lo chạy nước. Ừ. Nhờ không có nhậu không có thuốc nó cũng hơi đỡ sức khỏe. Dạ dạ. Ừ. 65 tuổi mà thấy chú cũng còn mạnh dạn mà. Vậy im ha. Chú hỏi làm phạt có lãnh á. Dạ dạ. Vậy hả? Tài công. Vậy hả? Ừ. Ôi ôi. Chú tài công. Thấy thương chú quá. Ừ. Thôi tạm biệt chú nha. Ừ. Dạ dạ dạ. Dạ. Dạ dạ con cảm ơn. Thôi giờ nước cũng rút xuống khá là nhiều rồi. Dạ. Này nè. Phía là nước chú nói là đỉnh điểm là cao dữ lắm luôn. Không có lẽ thì đến đây Cao Tùng Vlog sẽ kết thúc video nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn chúc bà con cô bác mau sớm vượt qua được cái khó khăn hiện tại. Mong là nước đừng có lên nữa là bà con khổ lắm luôn á. Thôi tạm biệt và hẹn cô chú anh chị vào những clip sau nha. Bye bye. Lúc luôn hả chú? Đợt này là chắc không thua được rồi đó hả? Ừ. Hả? Được rồi luôn hả? Được luôn. Thứ rồi.
tới bàn thờ luôn.